đây là khi mà chúng ta bắt đầu vào phiên khai thác mới thì là nó sẽ xuất hiện ở trên màn hình và chúng ta thực hiện ngay cái việc khóa, giống như là cái cam kết rằng là cái tỷ lệ khóa này của chúng ta là tỷ lệ cuối cùng nữa, trước khi bước vào ngày 14 tháng 3 nữa. Đó, thì nó sẽ hiển thị cái lock up setting đúng không ạ? Thì chúng ta nhấn vào lock up setting và chúng ta di chuyển xuống đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy chữ commit. Commit thì chúng ta nhấn vào commit và commit lock up. Đó. Thì chúng ta nhấn vào commit lock up thì chúng ta sẽ cập nhật thành công. Và như vậy là xong rồi. Chúng ta quay lại để chúng ta bắt đầu vào phiên. Đây là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì là sao? Cái phiên đào của chúng ta ấy, rất nhiều người cho đến giờ phút này không hiểu rằng là khi nào kết thúc phiên đào. Thì chúng ta hãy nhìn, đây là khi kết thúc phiên đào đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái tia sét nó không còn màu xanh và nó không hoạt động nữa. Cũng như nhìn trên dãy số đầu tiên của Shopee của chúng ta đấy, ở đây là trên đầu của tôi là 5.446.14206p. Thì chúng ta nhìn thấy nó đã dừng lại và nó không di chuyển nữa. Thì đây chính là cái kết thúc phiên đào và chúng ta bắt đầu, thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Nhấn vào đây, sau đó nhấn vào chữ khai thác. Có rất nhiều người chỉ nhấn tia sét xong rồi không nhấn vào khai thác, thế là nó cũng không đạt được phiên đào. Cái điều này nó xảy ra rất nhiều chứ không phải là không. Đó, thế cho nên là chúng ta lưu ý về điều đó. Thì đây là cái phần mà là chúng ta lock lock up cái số pi của chúng ta lần cuối cùng. Lần cuối cùng trước khi bước vào ngày 14 tháng 3. Chiều nay thì đang quay video. Đó, khi nãy thì đang quay thì hết pin cho nên là không quay được tiếp. Thì là cái phần lock up là cái phần khóa mà xác minh rằng khóa lại như thế thì tôi đã vừa thực hiện đó. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người bình an đi qua mùa đại dịch. Xin chào.